Cây màu đỏ thì da nó màu đỏ. Vậy là có cây mấy màu chị? 24 màu tổng cộng. Chào các bạn. Mình đang có mặt tại cơ sở cây giống Gia Thịnh ở Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tới tham quan một cái loại chanh, cái giống chanh mới các bạn. Thì nó khác lại với lại các cái loại chanh thông thường như thế nào thì mời các bạn theo dõi ha. Khi mà ông nặng ra thì nó giống như là cái trứng cá tầm vậy. Nó không phải giống như của mình. Ông sắp máy là làm để hồi tới trưa có nắng xấu. Bên Mỹ hiện nay là ở Cali với Texas nó trồng nhiều. Texas mà dùng mà gần Las Vegas đó, làm 50-70 ngàn công ngàn cây đó, mà khai thác hết công sức mà mới đáp ứng nổi cái nhu cầu. Bắt đầu kêu thân nhân lên mua tiếp không về những cái đoạn nước ngoài thôi. Quay thì nói là nắng thì cực nhưng mà có một cái là màu nó đẹp, đúng không? Nắng tự nhiên nắng giờ nào cũng 12 giờ chiều là 3:30-4 giờ mặt trời mới lên với mặt trời vừa sắp lặn là hoàn hảo. Hồi đó có một số hình tôi đã làm sẵn cho nè, có cái cây bina đẹp lắm anh em nhìn không? Thấp xuống chút, thấp xuống chút. Đừng có che nó. Rồi vậy đó. Đầm nhất lắm. Cái cây này nó gai nó nhiều hơn cây bình thường hay sao á? Đúng rồi, một nách lá là một gai đó. Chỗ nào có lá là có gai vậy. Vậy đó, một cái lá là một cái gai ở trong nách nó đưa ra. Nhưng từ chỗ đó mới là đặc biệt. Cái hàm lượng vitamin C trong đó là gấp 4 lần cái cam chanh thông thường. Và cái những cái nguyên tố khác chẳng hạn như là kali hoặc là một số nguyên tố trong đó nó có một cái bài test phân tích về cái hàm lượng. Hiện nay là cái hãng nước hoa của Pháp khi mà sản xuất thì không thể thiếu cái lá này, cái tinh dầu này. Và nếu hàng Pháp thì nó đi vậy thì chắc chắn những cái thằng trên thế giới như Nhật, Mỹ hoặc là những cái khối châu Âu thì nó cũng đứt rồi đó, thì nó cũng chạy theo về cái tinh dầu. Pháp là cái người đi đầu tiên thu hoạch cá nó giữa. Loại này nó ra trái theo mùa sao anh? Đặc điểm của nó là ra trái tự nhiên vào mùa xuân, tức là hết mùa đông chuẩn bị Tết. Khi mà cái tiết lạnh nó hết rồi thì nắng ấm lên thì bắt đầu nó trổ hoa. Mà từ lúc ra hoa tới cái lúc mà mình thu hoạch thì nó trên lệch khoảng từ 5 tháng đến 5 tháng rưỡi. Thì nó khoảng 150 ngày đến 160 ngày. Bình quân một cây mà 3 năm tuổi vậy thì nó cho khoảng bao nhiêu ký một năm? Cây này thì hiện nay nếu mà để khai thác trái thì có khoảng 10 ký. 10 ký trái trên năm. Thì hiện nay tôi đang thường tiết cái giá thị trường để bán cho cái hệ thống siêu thị. Và mình cũng canh theo cái chuẩn mực của nước ngoài và Việt Nam. Đó, và mình có một cái thỏa thuận về cái giá để làm thị trường. Hiện giờ cái giá chanh này ở nước ngoài là người ta bán khoảng bao nhiêu ký anh? Ở bên Mỹ thì ở vùng Cali với vùng Texas thì nó khoảng 250 đô Mỹ. Thì tương đương với 5 triệu. Quy đổi 20 ngàn thôi. Còn nếu mà ở euro thì nó cũng khoảng tầm 202 euro. Nhưng mà Canada thì nó tới là 650 đô. Ở Vancouver nó có. Còn cái giá mà bán ở thị trường Việt Nam thì mình chưa có. Việt Nam thì hiện nay chủ yếu là hàng sách tay về. Và cái giá hiện nay là mình đặt mua ở Thái sách tay về thì nó tầm khoảng 175 đô. Thì nó tương đương đó là 3,5 triệu. Vậy nghĩa là một năm vậy là nó chỉ cho một vụ thôi. Tức là mình tính là tính tổng thể khai thác trên một năm. Tuy nhiên có một cái là cái cây này nó tiếp hoài. Chẳng hạn nhìn thấy ha, trái nhỏ có, trái bự có, và hoa có, cho nên là cái khoảng thời gian thu hoạch là dứt điểm một năm cái dòng của nó thì nó tương đương khoảng chừng cả 3 tháng. Nó mới thu hoạch hết. Chẳng hạn như giờ cái này là có trái bự rồi nè. À, thì thu hoạch này xong nó đầu nó ra trái nhỏ. Thu hoạch xong nó ra bông, thu hoạch cái. Còn cái này giờ mình đang kìm cho để chít nhánh hay gì? Cái cây này là để là cho mình tham khảo về cái mặt kỹ thuật cho khách.
Còn cái khai thác bo cây giống thì nó cho nên nó là hiện nay số anh em hỏi sao mà trồng 25 mà tới hiện nay là chưa có ra thị trường nhiều, tại vì mình tập trung cây giống. Còn cái dụng nguyên liệu tôi trồng giáp hết rồi, một chút xíu tôi sẽ chỉ cho anh xem cái đó. Hiện nay trồng khoảng 500 cây đó. Đâu và cái đặc điểm sinh trưởng cũng như là cái thời điểm cho qua ra trái nó như thế nào? Lớn nè. Cái cây này là gọi là cây chanh ngón tay. Nó xuất phát từ bên Úc, nằm nó trồng ở vùng Queensland và New South Wales ở bên Úc. Thì cái đặc điểm của nó đó là nó rất là thích hợp với cái điều kiện khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt. Nên khi mình đem về Việt Nam mình trồng thì nó ra bông ra trái rất là xinh xuê, cây phát triển rất là tốt. Thì cây này khi mà trồng xuống đất thì tầm khoảng 14-15 tháng là bắt đầu nó ra bông ra trái và ra trái quanh năm, giống như chanh cam của mình ở Việt Nam đây. Nhưng có một cái điều đặc biệt á, là cái hình dáng của nó và cái màu sắc của nó và cái mùi vị nó hoàn toàn nó khác hẳn so với chanh thông thường của Việt Nam. Cái trái của nó thì có cái hình dáng thon dài như ngón tay người, thì chiều dài của nó trung bình từ 8 cho tới 10-12cm. Đường kính nó tầm khoảng 15-25mm. Thì trong bên trong ruột nó có rất là nhiều màu. Nó có tổng cộng 24 màu. Màu xanh, màu trắng, thì là những cái màu mà thông thường của chanh mình. Nhưng cái loại chanh Úc này á, trên ngón tay này á, nó có thêm màu hồng. Màu hồng đậm, hồng nhạt, đỏ đậm và đỏ nhạt, màu vàng, màu tím, nó màu xanh lá cây, màu xanh đậm, tổng cộng là 24 màu tất cả. Thì cái mùi vị bên nó rất là thơm. Nó dậy lên cho một cái mùi thơm mà rất là khó tả. Và những cái màu đỏ, màu hồng có thêm cái vị, nó vị ngọt nhẹ nhẹ. Và cái cách sử dụng ở đây okay là thế giới mà đầu bếp cao cấp ở trên thế giới. Hồi quên nãy giờ ta sao tao nghĩ ra, bây giờ tôi chụp không được mà tôi quẩn luôn. Có loại trái gia vị nên dùng kèm với tất cả các món ăn, mà món ăn cao cấp thì nó làm tăng thêm cái hương thơm ngon và tươi mát cho cái món ăn đó. Cái giá trị thì hiện nay, cái trái hiện nay Việt Nam chưa có bán. Muốn ăn thì người ta phải nhập từ bên Úc nè, Mỹ, Canada, Ý, Pháp đều có. Nhưng tưởng như tất cả những nước đó thì đều nhập từ bên Úc. Thì giá thị trường hiện nay thấp nhất tầm khoảng hơn 3 triệu một ký. Rồi một cái điểm quan trọng nữa là cái hàm lượng vitamin C, kali, folate ở trong cái trái chanh này á, người ta được các nhà nghiên cứu người ta phát hiện ra là nó cao hơn gấp 3-4 lần so với cái cam chanh thông thường của mình. Cho nên cái tính chất mà phòng chống ung thư của nó đó nó cao hơn rất nhiều so với cam chanh của Việt Nam mình. Và một điều quan trọng mà trên thế giới hiện nay người ta đang tập trung vào cái trái này là lý do là cái tinh dầu từ trong cái lá của nó đó, thì người Pháp họ đã chiết xuất tinh dầu từ lá chanh ngón tay này kết hợp với những cái hương liệu khác, ví dụ như lavender, xạ hương và các cái loại hương liệu khác để làm ra một cái hương liệu gọi là nước hoa rất là nổi tiếng và rất là đắt tiền. Thì cái chanh ngón tay này nằm trong top những cái loại mà được chiết xuất tinh dầu để làm nước hoa cao cấp nhất trên thế giới. Đó là đặc điểm của cái cây chanh này. Chị cho biết là mình bắt đầu đem cái cây này về trồng được bao nhiêu năm và hiện nay cái tổng cái số cây ở trong vườn của mình như thế nào? Mình đem về cái cây này là từ năm 2015. Rồi hiện tại ở trên vườn của nhà mình thì khoảng gần 500 cây. Trong đó cây bố mẹ thì khoảng 20 mấy cây. Và tất cả giáp vườn trồng cây con thì khoảng 500 cây. Bà xã, cái số cây giống ở vườn dạ, mình đang sở hữu tầm khoảng 500 cây. Thì cái tiêu thụ hiện nay của mình nó ở những địa điểm nào vậy? Hiện tại thì năm đầu tiên mình chỉ giới thiệu cho cái thị trường người ta chơi kiển là chính. Người thành phố thì thích chơi những hàng độc lạ mua về trồng. Thì trồng một năm sau là ra bông lá trái rồi. Cho nên người ta mua về vừa để chơi kiển mà vừa có trái để mà ăn trong gia đình mình. Thì cái giá trị rất là quý. Thay vì người ta phải bỏ tiền ra vài triệu bạc để mà mua từ bên nước ngoài, thì người ta mua một cây về trồng chỉ có khoảng hơn năm là cây bắt đầu ra bông và ra trái. Và mình có trái quanh năm để mà sử dụng trong gia đình của mình. Một cái cây mà trưởng thành thì nó đạt chiều cao tối đa là bao nhiêu, và hiện nay chị cho biết là giống như là cái một cái cây thì năng suất nó khoảng bao nhiêu ký chị? Một cái cây khi mà trưởng thành, nếu mà trồng tự nhiên không cắt tỉa, không giao kéo gì hết, nó cao tới khoảng 8 đến 10 mét tối đa. Và cái chiều rộng của nó, cái bề hoành á tầm khoảng 1,5 m tới 1,7 m cái tàn của nó. Và cái năng suất của nó thì tới tầm năm thứ 5 khi nó trưởng thành nó cho khoảng 20 ký trái trên một năm. Còn gì nữa không? Cảm ơn.
đẹp. Giang mộng, giang mộng. Chưa giang được. Thầy muốn quýnh nó gì? Ừ. Cái này chưa chín rồi. Mình xem. Để khui cái chanh nha các bạn. Rồi, giữ nguyên thế nha. Đó, nó trào ra giống như giam nổ lửa ha. Mình quay ngang cái. Rồi mình chét cái thức ăn mình ăn. Đó, cái này là trét lên hải sản nè, đồ nướng nè. Để vô rượu nè, cốc tai nè, xà lách nè. Ăn tất cả các món được. Là cái The Emeron. Tại nó chưa chín cho nên nó lên chưa lên màu. Cái này là chín thì nó sẽ màu xanh lá cây, màu đậm hơn. Nhưng màu trời. Đây là màu, đây là màu xanh. Còn những cái cây màu đỏ, màu hồng thì khi chín da nó sẽ chuyển sang màu nâu. Ừ. À, màu đen, màu nâu đậm. Tùy theo cái màu gì mà cái da chuyển sang màu khác nhau chứ không phải sang màu đỏ hết. Cây màu đỏ thì da nó màu đỏ. Vậy là có cây mấy màu chị? 24 màu tổng cộng. Nếu cần quay cái bộ tem đó thì cho quay cái bộ tem để biết cái bộ màu của nó. Nó tách rờ rờ như vậy đó. Mà nó chưa chín mà nó rất thơm vậy thấy không? Yeah. Mùi chua, mà cái vị chua đâu có phải như chanh mình. Đúng rồi. Thơm cực kỳ luôn, đặc biệt là hàu là số 1 nha. Yeah. Hàu cái sống ha. Hàu sống tụi Ý á, nó ăn á, hàu để nguyên con sống để dưới đá này nè ha, là nó cắt ra nó trét lên. Cái trái chín đâu? Clip có trái chín đâu? Đây có, để đấy. Ở cái bên ai hả? Ờ, chia sẻ cái bên ai. Đấy, đồ nướng, đồ tơn, đồ xào đó, để này cái màu sắc nó vậy đó. Ừ. Cái này lên trên mạng có hết trơn à. Ừ. Website cây giống Gia Thịnh có hết. Trên là clip chị hết. Post lên trển luôn hả? Clip thì post lên trển luôn, đúng rồi. Nhưng mà đúng. Giờ tải xuống nó bị giảm dung lượng rồi. Đây, để lấy cái... lấy cái file gốc gì mà. Cái file gốc trong máy ra. Nó cũng ngắn ngắn à, nó không có dài lắm đâu. Đây, mình còn lưu lại nè. Cỡ trái này đó, tí xíu. Thưa các bạn, đây là một trái chanh sau khi được cắt ra các bạn. Nó rất là giống trứng cá hồi ha. Rồi mình sẽ thử găm ha. Cho tức bữa giờ mình là các cái muối của cái trái chanh ngón tay đó các bạn. Sau khi cắt ra nó các cái túi chua nó nhỏ xíu vậy này. Nó chua hơn chanh thường các bạn, nhưng mà cái mùi rất là mùi nặng lắm các bạn. Ừ. Đằng sau mày lòng tủ.